Tin mật từ nội các trung ương, Phạm Minh Chính sắp bay ghế, hé lộ nhân vật thay thế chiếc ghế Thủ tướng Việt Nam. Thưa quý vị, câu chuyện ông Phạm Minh Chính sắp về vườn có tin đồn từ khá lâu trước kỳ đại hội sắp diễn ra. Bây giờ câu chuyện đó sắp trở thành sự thật và ai sẽ là kẻ lên thay ông Phạm Minh Chính? Thế mới có câu rằng, ở bên Mỹ, nếu bầu bán một chức tước nào đó thì xong bầu cử mới biết người đó là ai. Còn ở Việt Nam, ngay cả người dân cũng biết trước điều đó. Tất nhiên, người dân biết được là do vợ con các quan lớn nói ra, hoặc chính họ là người tiết lộ. Đó là lẽ rất thường tình ở các nước cộng sản chủ nghĩa. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao ông Phạm Minh Chính lại mất chiếc chiếc ghế? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi phải nói trước rằng không có bất cứ một quan chức nào ở Việt Nam tự nhiên xin từ chức cả. Lý do vì ở Việt Nam có chức, có quyền là có tất cả. Cả một cuộc đời cố gắng tìm ra trăm mưu ngàn kế để hãm hại hàng trăm ngàn đối thủ để vươn tới đỉnh cao vinh quang thì không ai dám từ bỏ. Những kẻ đó đều có dã tâm và tham vọng lớn. Chỉ có một lý do duy nhất là bị các đối thủ khác đá bay chiếc ghế mà thôi. Ai là người có khả năng đá bay ông Chính khỏi tứ trụ triều đình? Ngoài bác tổng bí thư ra thì còn có rất nhiều lý do khác. Tất nhiên, những lý do bên ngoài nề chỉ là phụ, còn quyết định vẫn là do bác tổng bí thư. Ai là người sẽ ngồi vào chiếc ghế thủ tướng do ông Chính để lại? Chúng tôi sẽ nói sau. Trước tiên, chúng tôi muốn nói tới lý do ông Phạm Minh Chính đã bị đá văng khỏi chiếc ghế quyền lực thứ hai trong bộ tứ triều đình. Đó là vì ông Chính đã dính vào vụ mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với chính quyền Israel. Sau khi dính vào vụ án này, phe cánh của ông Phạm Minh Chính không đủ sức chống lại phe cánh của bác Tổng Bí Thư và đã gục ngã là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân sâu xa khác, đó là quyền lực tối thượng đến từ sau lưng, từ thủ phủ Trung Nam Hải. Trong vụ án này, không thể thiếu nhân vật then chốt mang tên nữ quái Thanh Nhàn. Như chúng ta đã biết, ông Phạm Minh Chính được hưởng lợi 28 tỷ đô la trong vụ mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Israel. Ông Phan Văn Giang được hưởng 8 tỷ đô la. Ngoài ra còn nhiều tướng tá khác như Nguyễn Chí Vịnh và một số tướng tá về hưu trong quân đội đều được hưởng lợi một vài tỷ đô la trong vụ mua bán vũ khí. Mấu chốt trong vụ mua bán là người trung gian mang tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn được biệt danh là Nữ Quái Thanh Nhàn. Bà Thanh Nhàn được hưởng 5% số tiền mua bán vũ khí nói trên. Sau vụ mua bán này vỡ lở, bà Nhàn bị truy nã. Tại sao vụ mua bán này vỡ lở? Có lẽ ai cũng nhìn thấy rõ là vì ăn chia không đều. Nữ quái Thanh Nhàn nhìn thấy các quan chức Việt Nam ăn đủ với số tiền quá lớn, dù chẳng có công trạng gì. Trong khi đó, chính bà ta mới là sợi dây kết nối giữa chính phủ Israel và Bộ Quốc phòng Việt Nam lại được hưởng quá ít tiền bạc. Khi ăn chia không đều tất nhiên sẽ xảy ra chuyện hãm hại nhau trả thù. Trên thực tế, bà Thanh Nhàn là người tình của ông Phạm Minh Chính, nhưng họ chỉ vì làm ăn, vì tiền mà đến với nhau, chứ không xuất phát vì tình cảm trai gái. Bởi thế, họ sẵn sàng hãm hại nhau. Theo nguồn tin nội các trung ương, chính bà Thanh Nhàn là người đã tiết lộ vụ mua bán vũ khí này cho tay chân của bác Tổng Trọng, nên vụ án đã vỡ lở. Đôi tình nhân khi đó chưa trở mặt thật sự với nhau vì Phạm Minh Chính không hề hay biết chính người tình của mình đã tiết lộ bí mật của vụ án. Bởi vậy, ông ta đã đưa bà Thanh Nhàn về căn cứ tỉnh Quảng Ninh trú ẩn, sự truy bắt của Bộ Công an do ông Tô Lâm đứng đầu. Câu chuyện này còn rất dài mà chúng tôi không thể nói hết trong một bản tin, nhưng đó là nguyên nhân chính khiến ông Phạm Minh Chính bị bày ghế. Cũng trong thời gian qua, tên tuổi của một vị tướng trẻ nổi lên như cồn được người dân Việt Nam yêu mến. Nhân vật này là đệ tử ruột của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chính ông ta đã được bác Tổng Bí thư cân nhắc đưa lên ngồi vào chiếc ghế thủ tướng quyền lực, đó là tướng Nguyễn Văn Nên. Kính thưa quý khán thính giả, Nguyễn Văn Nên sắp thay ghế Phạm Minh Chính. Nguyễn Văn Nên đột ngột vào thay vào vị trí của Phạm Minh Chính tại cuộc họp hôm 15 tháng 5. Việc cả bốn người trong tứ trụ triều đình chụp hình nắm tay nhau vui vẻ đã thành một thông lệ trước mỗi cuộc họp quan trọng. Nhưng lần này, tấm ảnh hội nghị trung ương giữa kỳ lại có điều bất khả thường.
tấm hình do báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng tải hôm 15 tháng 5 rồi xóa vội khiến dấy nên suy đoán tứ trụ sắp có một sự thay đổi lớn. Với sự xuất hiện của Nguyễn Văn Nên thay cho Phạm Minh Chính, điều kỳ lạ là ông Chính không hề vắng mặt mà vẫn tham dự hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ của Trung ương Đảng khóa 13. Trong một số ảnh do báo Đảng đăng tải, người ta thấy ông Chính có vẻ bị cho ra rìa dù vẫn ngồi trên bàn chủ tọa cùng tam trụ trong một ảnh khác. Phạm Minh Chính cũng không hiện diện cạnh ba người trong tứ trụ. Trọng tâm của cuộc họp hôm 15 tháng 5 là đánh giá uy tín của dàn lãnh đạo chóp bu của Đảng. Trong đó có tứ trụ bao gồm ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng được Tuổi Trẻ dẫn lời cảnh báo các ủy viên Trung ương không lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Trước đó, mỗi nhân vật nằm trong diện được đánh giá tín nhiệm đã được trình ra bản kiểm điểm cá nhân, mà trong đó họ tự đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của bản thân theo các tiêu chí như kiên định lý tưởng Đảng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kết quả công việc và giải pháp khắc phục yếu kém, cũng như giải trình những điểm có nghi ngờ. Trước Tết Quý Mão năm 2023, có tin đồn cho rằng nhân vật tiếp theo phải ra đi sau Nguyễn Xuân Phúc là ông Phạm Minh Chính. Do dính vào vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Minh Chính trên bàn chủ tọa cuộc họp hôm 15 tháng 5 theo bước ông Phúc. Phạm Minh Chính cũng có đơn xin thôi từ chức. Tất cả các chức vụ, lý do cũng không phải vì sức khỏe mà vì nhận trách nhiệm chính trị. Liên quan đến thời kỳ làm bí thư tỉnh Quảng Ninh 10 năm trước và dính vụ bê bối với bà Thanh Nhàn, giới quan sát nhận định nếu Chính phải ra đi đúng như tin đồn, việc Nguyễn Văn Nên ngồi vào ghế thủ tướng là điều dễ hiểu, vì ông Nên là nhân vật thân cận với ông Trọng, được điều động nắm Sài Gòn để lấy kinh nghiệm trước rồi ngồi vào ghế tứ trụ. Dù ông Nên phạm sai lầm khiến số ca chết COVID-19 tại Sài Gòn chiếm 74% cả nước, nhưng ông Lên không hề nhận trách nhiệm người đứng đầu. Do vậy, ông này không phải bị kỷ luật hay mất ghế bí thư. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án trọng điểm, trong đó có vụ Việt Á, IAC. Ông Yên cho biết các cơ quan đang tích cực áp dụng các biện pháp cố gắng truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông khẳng định, theo như các báo đưa tin, không có chuyện bắt được bà Nguyễn Thanh Nhàn rồi giấu đi. Nhà nước quyết tâm thi hành, nhưng giờ đây phải nói rõ là hiện nay chưa bắt được. Không có chứng cứ lấn cấn rằng bắt được xong rồi giấu ở đâu. Thi thoảng chúng tôi nhận được thông tin hỏi hình như bắt được rồi, xong giam ở đâu không phải không? Ông Yên khẳng định, bỗng chốc ông Yên lại nổi lên như cồn. Ông nổi không phải vì bản thân liên quan đến bà Nhàn, cũng chẳng phải vì tiến độ vụ án có tiến triển, mà vì cái đồng hồ ông đeo. Đang yên đang lành, báo Thanh Niên lại đăng hình ảnh ông đang khoa chân múa tay hăng hái trong cuộc họp báo. Hình chụp rõ nét, dân coi mạng lại tinh mắt phát hiện ra ông đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu hình đã đăng lại. Lại khổ cho nhân viên của báo cho mất cái đồng hồ, cũng tại cái thằng kỹ thuật viên máy tính ắt đơ tay nghề không tốt, làm thế nào lại biến ông hóa thành củ tay. Hình coi không xong, Thanh Niên lại phải ra tay thay luôn cái hình minh họa. Nhưng có xóa đi, có thay bằng cái hình khác đã được cắt luôn phải có cái đồng hồ thì cái hình gốc đã được dân mạng nhanh tay chụp lại. Chiếc đồng hồ của ông Yên có giá nhẹ nhàng chỉ có khoảng gần 270.000 đô la mà thôi. Nhưng là 270.000 tiền ở bên Mỹ, tức là tương đương với 6,3 tỷ tiền Việt Nam. Ông Yên cũng chẳng phải là người đầu tiên đeo đồng hồ có giá trị tỷ bạc. Năm 2019, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 trong chiến dịch dọn vỉa hè đã làm cho cư dân mạng sốc với chiếc đồng hồ Patek Philippe và chiếc điện thoại Vertu. Một quan quận đã chịu chơi tới như vậy, thì ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương gần sát với trời lại nắm quyền sinh sát của gần 5 triệu đảng viên đeo đồng hồ hơn 6 tỷ bạc, có gì mà phải che, phải giấu cho nó khổ. Trước thì quan chức sợ sai vì làm sai sẽ bị tù, bị trảm. Giờ lại khổ thân quan chức có những món trang sức là phiên bản giới hạn đồng hồ, điện thoại, hột xoàn, lại không dám đeo vì sợ dân mạng nó soi, nó tố cáo.
Quan sát kỹ sẽ thấy rằng quan chức Việt Nam trong ảnh chụp rất ít khi để lộ đồng hồ. Nếu như dân cư mạng ai có hiểu biết rõ về chiếc đồng hồ, có thể đi soi để cho mọi người biết về khả năng ăn chơi của quan chức Việt Nam. Ông Hun Sen ở Campuchia vậy mà ngon lành. Lãnh đạo nước Cộng sản anh em của Việt Nam, người được Việt Nam bồi dưỡng nâng đỡ và đưa lên làm lãnh đạo của Campuchia. Ông Hun Sen cũng là một người có gu ăn mặc hàng sang giống như quan chức Việt Nam vậy. Tuy nhiên có một điểm khác biệt giữa Hun Sen và quan chức Việt Nam mà ít ai nhìn thấy, đó là sự liêm sỉ. Hun Sen đã cho thấy bản lãnh của một người đứng đầu nhà nước dù nước Campuchia rất nhỏ so với nước Việt Nam. Ông ấy không ngại đối đầu với các quan chức Trung Quốc ngay cả với ông Tập Cận Bình. Còn nhớ vào thời gian bệnh Covid bùng phát, Tập Cận Bình có gửi một lô thuốc vaccine cho Hun Sen, nhưng Hun Sen đã từ chối. Đã vậy, Hun Sen còn tát Tập Cận Bình một phát lổ đom đóm mắt. Ông Hun Sen nói rằng, người Campuchia không phải là những con vật để cho người Trung Quốc thí nghiệm. Ông ấy khẳng định, người Campuchia chỉ sử dụng thuốc được thế giới công nhận là đủ tiêu chuẩn. Thuốc vaccine Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn, nên người Campuchia không thể tiêm một thứ thuốc độc nguy hiểm vào cơ thể của mình. Ngay trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ông Hun Sen cũng đã tuyên bố Nga là kẻ xâm lược. Ông đã đưa quân tình nguyện đến Ukraine phản đối cuộc chiến tranh đẫm máu do Nga phát động. Điều này hoàn toàn khác hẳn so với các quan chức Việt Nam quỳ gối khom lưng trước quan thể Trung Quốc, nhu nhược không dám bỏ phiếu phản đối chiến tranh với Nga ngố. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.